Ấy. Rồi. Sang giao tiếp, hôm trước giao tiếp đang học đến chỗ nào rồi? Bài nào rồi? Bài job job đúng không? Bài số 2 chưa chữa Đúng đúng không? Bài số 2 chưa chữa đúng không ạ? À? Hôm nay chữa bài số 2 rồi vào gì? Chủ đề về family đúng không? Family cho từ vựng chép rối gì? Chuẩn không? Bài tập về làm nói đã làm chưa? Ai chưa làm bài nói xin mời giơ tay. Hoặc comment chữ nâu. Cô giơ đi cho nó dễ. Cô nhìn xem là số lượng chưa làm bài tập nhá. Trung thực ấy. À. Ô, xem nào. 1, 2, 3, 4 cái tay, 5 cái tay, 6 cái tay, 7 cái tay, 8 cái tay, 9 cái tay, 10 cái tay, 11 cái tay. Ê trời ơi. Cái này là cả một nửa rồi. Gần nửa rồi. 30 thành viên mà đến tận 11 cái tay giơ lên rồi. Sao không làm? Bận à? Cô bận đến mức thế không? Bài tập cô giao có nhiều không? Trong đó nhiệm vụ của cô hoàn thành. Gửi bài cho lớp đầy đủ. Ghim kèm video, đính kèm video đầy đủ. Các bạn xong lớp đến lưu video nó lưu. Nó phải mất 15 phút mới lưu xong. Xong rồi cô lại phải đăng lên. Đấy. Đăng lên nó cũng lưu, nó cũng mất tầm khoảng chục phút nó mới lưu ngon được ấy. Thế mà cô phải ghim cho các bạn từng bài một. Cô thấy quên mất tuần, cô phải ngồi cô tìm lại video, cô ghim lại cho các bạn. Thế mà chúng ta không có trách nhiệm việc học của mình. Cô đó rồi, nếu xác định là em không cần nói thì hay thì bỏ bài tập về nhà, hiểu không ạ? Còn nếu xác định em cần nói thì em phải làm bài tập đó. Bởi vì cô có cậy miệng các bạn ra, cô ném chữ vào trong đấy được không? Đúng không ạ? Miệng của các bạn mà. Bảo nói đi, không, không nói. Thế làm sao mà nói được tiếng Anh? Có thấy vô lý không? Cái gì cũng muốn nhưng mà em chỉ thích là không phải làm gì. Hỏi muốn không? Muốn nói tiếng Anh không? Có. Và muốn nói tiếng Anh như nào? Càng giỏi càng tốt. Bỏ làm đi. Em chẳng muốn làm gì. Có cái thứ gì mà lại không làm gì mà được không? Công đúng không ạ? À, hỏi thế có muốn nhận kim cương không? Có. Kim cương càng to càng tốt. Nói gì ạ? À? Học nghiêm túc tập trung đi. Đừng có nghỉ buổi nào. Vượt qua rào cản đi không? Em tí rào cản em phải nghỉ. Có bạn nghỉ em nên tổ chức trung thu đấy cho em nghỉ, nó vô lý không đúng không ạ? Các bạn biết là người tỷ phú để người ta đạt được mức như thế, người ta bỏ bao nhiêu thứ. Một diễn viên múa thì người ta nổi tiếng, hay một nhà ảo thuật gia, một vận động viên người ta giỏi, người ta phải bỏ bao nhiêu thứ, người ta đánh đổi gần như cả gia đình luôn, hy sinh cả gia đình luôn để người ta đạt được cái vinh quang như thế. Thế bây giờ bảo anh muốn nhận kim cương khổng lồ không có, mà cứ tí rào cản không cả. Không không vượt qua. Việt Nam mình nó thật là vô lý đúng không? Không hiểu là nên ngày xưa cô cũng thế, nhưng sau cô nhận ra một điều là cứ ngồi mình nghĩ vào cái đợt mình mới ra trường mình nghĩ thì cũng giống như mọi người nghĩ à, biết đâu số mình may mắn đúng không, mới lấy về ông chồng giàu xong mình thế này kia, nhưng sau cô ra cuộc đời bắt đầu mình tức là mình tự ngộ ra mình mà không, mình mà lấy phải ông chồng giàu rồi cùng mình phụ thuộc của ông là chết đúng không ạ? Mai đi một bước, kia đi một bước, nó quản lý hết đúng không ạ? Xong rồi ạ, chả biết đâu được, cái một thời gian đầu thì tốt tốt thì sau thời gian sau nó lại khinh cho đúng không ạ? Đấy, hoặc là gì ạ, chả có cái gì mà sung tự nó dụng vào đầu mình cả đúng không ạ? Tỷ lệ là có 1%, biết không ạ? Tỷ lệ những người may mắn chỉ có 1%, gọi là gì ạ, trời cho. Thực ra nó gọi là trời cho, gọi là tỷ lệ may mắn. 100 người mới có một người. Thế mình cứ ngồi mình chờ đi, bao giờ mình không thể nào giàu có hạnh phúc ở đây. Đúng không ạ? Không hành động lấy đâu rồi có. Chả có cái gì tự nhiên nó đến với mình. Đúng không ạ? Thật là vô lý. Nên là tư duy của người Việt Nam mình không phải cô chê đâu, nhưng mà phải thay đổi đi. Đừng thế. Sau này con cái nó thành thế đấy. Con cái mình nó theo đấy. Nên mình thay đổi bao nhiêu thì con cái mình nó sẽ hơn mình. Chứ mình chỉ được mức này thì nó hơn mình, nó hơn ít thôi, sao nó hơn nhiều được. Nhưng mình mà gì ạ, giỏi thì con cái nó hơn hẳn mình một bậc. Hôm qua mấy bạn mà đi gọi là gì ạ, được nhận giá trị cuối cùng, con cô đưa đi cùng ấy. Đấy, xong rồi các bạn bảo đây con cô à, bảo ừ, ui sao nó khôn thế nhở, và sao cái gì không biết rồi cô, sao bảo ừ, ui nó nói như đấy, nói như thần, thằng này mà nó khôn lắm. Mẹ mà không khôn trên tài nó còn lâu mới sai nó, khôn lắm.
nó lúc nào biết mẹ giận nhá, ra mẹ đang dậy đấm lưng, mẹ có cần không, đấm mẹ cảm ơn con chưa. Nó đấm xong một tí mà mẹ ơi, cho con đi chơi nhé, con đi chơi tầm 1 nhé. Mẹ bảo là 1 tiếng, mấy giờ? Nó bảo lại xin thêm 15 phút nhé mẹ nhé. Đấy nhé. Đấy. Khôn mức như vậy mà. Mà mới lớp 3, bắt đầu năm nay đang học lớp 3. Xong bảo ui cái thằng này sao cái gì nó không biết. Bạn bạn Mai ở nhà, bạn ngay Hương Yên này, cái gần đây này. Hôm qua cô đi cùng bạn ấy mà. Đi lên chỗ học viện. Hôm qua còn một lớp. Tốt nghiệp. Nhận kim cương. Cô đi cùng, bởi vì hôm qua bạn Mai bạn gần đây, nhà gần ngay bạn của một bạn trên tầng này. Nếu cô giúp thì còn bình thường các bạn tự mới đi chứ. Cô có đi cơ, chả đưa đi ai đi hết. Hôm đấy bạn ấy gần đây mới thân thôi, cùng bạn ở ngay cùng tòa nhà này thì thôi cô dẫn đi. Rồi chóp bài tập số 2 bắt đầu chữa nhé. Các bạn làm rồi nên là cô sẽ bước bước check này là các bạn nhớ là đừng có nhìn vào đáp án nhé. Mà cô hỏi các bạn phải đáp, nhớ chưa? Làm mỗi bước hỏi đáp để các bạn giao tiếp được. Chứ đừng có nhìn vào đáp án. Đáp án các bạn làm ở nhà, cái phần các bạn làm nhà nó chỉ có ý nghĩa ở nhà thôi. Nó có tác dụng ở nhà, bởi vì sao? Bởi vì là khi các bạn làm ở nhà thì các bạn sẽ nhớ được từ vựng, nhớ được cấu trúc và phản xạ được. Và đến đây thì các bạn chỉ việc làm thôi. Được chưa? Phản xạ luôn. Nào câu đầu tiên, mẹ tôi là một doanh nhân giỏi, xin mời làm việc ạ. My mother is a good business. My Đúng mother rồi. is a good business. Đúng rồi. Business gì? Business là doanh nghiệp. Hoặc là kinh doanh. Business woman. Business woman. Chính xác ạ. My mother is a good businessman. Rồi. Tiếp. Mẹ tôi là một giáo viên tiếng Anh giỏi. My mother is a good English teacher. Đúng rồi, nhớ là cái tính từ phải ngồi trước danh từ nhé. Giỏi là phải đến trước. My mother is a good English teacher. Đúng rồi. Is a, ơ sau này phải là sự đứng đâm. Is a good English teacher. Đúng không? Tiếp. Anh ấy là một cậu bé thông minh. He is an intelligent boy. Nhớ này, nếu mà bạn dùng intelligent thì phải là ân. Bạn học rồi đúng không? Yeah. Cứ trước danh từ đếm được ở số ít, mặc dù không có mẹ tôi là một, có một đi chăng nữa, không có chữ một đi chăng nữa vẫn phải có ơ. Và gì ạ? À? Một là ơ, hai là ân. Bởi vì danh từ đếm được dạng số ít mà. Còn số nhiều thì không có ơ ân gì cả. Yeah. Thì nếu mà intelligent phải ân intelligent boy. Còn không là ơ smart hoặc ơ clever thì tùy. Ông bà của bạn có phải là những nha sĩ giỏi không? As your grandparents, good dentist. Chỗ này là số nhiều, số nhiều không có ơ gì ở đây nhá, nhớ chưa? Em gái tôi không phải một thu ngân cẩn thận. Câu gì đây? Phủ định. Phủ định. Đúng rồi, phủ định. Xin mời làm. Isn't a good cashier. Đúng rồi. Isn't a good cashier. Isn't a careful cashier. Cashier. Trai của bạn có phải là thợ xây giỏi không? Is your brother a good builder? Cha tôi là một phóng viên bận rộn. My father is a reporter. My father is busy reporter. Đúng rồi. My father is a busy reporter. Đúng rồi. Chị dâu tôi là thợ may cẩn thận. My sister-in-law. Either careful. Taylor. Đúng rồi, chính xác. Tyler. My sister-in-law is a careful Taylor. Nam có phải là đầu bếp nổi tiếng không? Câu gì đấy? Nam. Câu hỏi. A famous. Is Nam. A famous. Is Nam a famous chef? Đúng không? A famous chef.
hoặc là cook hoặc là kitchener, đúng không? Kitchener. Yeah. Ba từ này đều là đầu bếp mà. Nhưng mà từ chuyên nghiệp nhất dùng thì hai từ này. Còn hai từ này thì nó cũng có nghĩa là đầu bếp, nhưng mà người ta thì thông thường nó không chuyên nghiệp à. Người nấu nướng thì nó phù hợp hơn. À, anh trai của Tuấn có phải là một nhà ảo thuật gia nổi tiếng không? Is Tuấn Tuấn is famous. Is Tuấn brother Mexican? Famous. Tuấn brother a famous brother is famous. Magician. 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 Chúng ta cố gắng đọc những từ nó chuẩn nhé. Magician. Đúng không? Đọc nó chuẩn hay. Sau này mình nói cảm giác lúc em về nhà tập nói này. Vì nhà tập nói thì tập cái phát âm nữa. Tại sau này bạn có cái ngữ điệu của câu này, trọng âm của câu này, luyến âm nữa thì câu hay thật. Bây giờ chưa có thì mình chỉ cần đọc chuẩn phần phụ âm đã là được. Chuẩn phụ âm đã ngon lắm rồi. Yeah. Có một thợ người là thợ làm bánh giỏi trong tiệm này. There is a good baker in this store. There is a good baker in this store. A shop hoặc a store. In shop được, store cũng được ạ. À. Anh nghĩ nó dùng từ khác nhau thôi. Lan và Hoa có phải là ca sĩ nổi tiếng không? Lan and Hoa. Đúng rồi, Lan và Hoa số nhiều thì bảo đảo Tu Vi lên là gì? Lan and Hoa. Đúng rồi, famous singers. Bởi vì sao? Số nhiều nên không có ơn nữa, đúng không? Ta tôi không phải là một nghệ sĩ giỏi. Câu gì đây? Phủ định. Đúng rồi, phủ định. Xin mời làm. Đúng rồi. My father isn't a good artist. Đúng rồi. Anh ấy có phải là một bồi bàn trẻ đẹp trai không? Is he a young and handsome waiter. Đúng rồi. Bồi bàn trẻ là một tính từ, đẹp trai là một tính từ, mà hai tính từ thì phải ngồi trước gì? Ngồi trước danh từ. Is he a young and handsome waiter? Đúng không ạ? Yeah. Những người anh em của tôi là những thợ mộc chuyên nghiệp. My brothers are professional. Mộc. Phải đâu, đấy là gỗ à? Gỗ là mộc. Nào, thợ mộc là gì còn nhớ không? Nhớ cái chữ mà percutor không? Carpenter. Carpenter. Rồi, carpenters, đúng không? Carpenter. Đấy, ta hơi hết nhá. Carpenters. Tiếp à. Hoa có phải là diễn viên nổi tiếng không? Is Hoa a famous actress? Is Hoa a famous actress? Đây là làm sẵn rồi ạ. Rồi, tiếp tục nha. Câu 17 nào. Is Hoa a young and beautiful secretary? Đúng không ạ? Nhớ nhá, cứ tính từ phải đặt trước danh từ đã. Được chưa? Tất cả ba tính từ phải đặt trước danh từ hết. Rồi số 18 nào. Ông bà của tôi không phải là người làm việc chuyên nghiệp. My grandparents. Professor Gardiner. Rồi, đây là câu phủ định đúng không? Mà ông bà là số nhiều, vì vậy phải là gì? My grandparents, professional gardeners. Đúng chưa? Gardeners. Nam không phải là bác sĩ thú y thực tế. Nam isn't a kind. Nam isn't a kind. Nam a kind. Nam kind. Vet. Vet.
Xem nhé. Bố của bạn có phải là một doanh nhân thành đạt không? Is your father famous? Is your father successful businessman? Đúng không ạ? Businessman. Những người đàn ông đó có phải là những cảnh sát không? Are those other men? Are those policemen? Are those men gì? Policemen. Số nhiều đấy ạ. Số nhiều không policemen. Policemen. Còn số nhiều phải đọc là policemen. Đúng không? Đọc là other men. Policemen. Đúng không? Other men policemen. Other men. Other men policemen. Những người đàn ông đó không phải là họa sĩ chuyên nghiệp. Those men, cũng được ạ. À. Artist nó hai nghĩa, vừa là nghệ sĩ vừa là họa sĩ. Còn lại như chúng ta dùng từ painters. Painters nó có hai nghĩa, một là thợ sơn, hai là gì? Hai cũng có nghĩa là gì ạ? À? Họa sĩ. Được chưa? Tiếp. Lan có phải là một thợ làm tóc giỏi không? Is a good hairdresser. Những người phụ nữ đó có phải là những người nông dân chăm chỉ không? Are those women hardworking farmers? Are those women farmers? Hardworking farmers, đúng không? Đây, chủ ngữ đây. The women hardworking farmers. Đấy, bây giờ là chúng ta khá là tốt về cái việc định hình, khẳng định, phủ định, nghi vấn với số ít, số nhiều khá ổn rồi. Giờ chỉ có gắp thêm cái phần từ vựng này vào nữa. Chúng ta đã nhớ rồi đấy. Ổn đấy. Thế nhưng về nhà là không phải chậm như thế đâu, mà các bạn phải làm cho thành nhanh nhá. Tức là thấy phát phản xạ, nó thấy phát phản xạ ngay. Làm hành thói quen đấy. Thì như thế mới gọi là ok. Được chưa? Đấy, nên cái bước về nhà là cứ bài cô chữa xong về nhà phải gì? Làm dưới dạng nói. Được chưa? Nhìn vào cái phần tiếng Việt ấy mà nói. Được chưa? Bởi vì bây giờ chưa biết nói gì cả nên thôi cứ nhìn vào câu tiếng Việt vậy. Xong rồi nói ra tiếng Anh, thế là được rồi, ngon quá rồi. Sang chủ đề về family đã chép rồi nên hôm nay chúng ta sẽ học chủ đề family sẽ rất là nhanh. À, thông báo luôn, buổi tuần sau là buổi rất quan trọng, không có video nhé. Nên để biết rằng là tuần sau đừng có nghỉ học. Lại cô ơi, em xin video không có đâu ạ. Trên mạng đố tìm thấy video đấy ạ. Bởi vì lớp nào cũng đến cái bài đấy là gì ạ? Là không có video. Được chưa? Nên bảo thì ghi em ngồi chờ. Không có đâu ạ. Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ sang chủ đề về family. Chủ đề về family thì bây giờ chúng ta còn mỗi cái bước là đọc từ vựng để cô sẽ cho các bạn đọc nha. Sau đó chúng ta sẽ vào chủ đề liên quan đến ngữ pháp luôn. Đúng nhỉ? Đây. Chủ đề family từ vựng dễ, rất là dễ, đúng không ạ? Dễ nhớ bởi vì sao? Gần như từ vựng này các bạn nó liên quan đến đời sống nhà mình rồi, nên là anh chị cô gì chú bác là dễ nhớ, đúng không ạ? Đây, chép hết rồi nên là bây giờ chỉ việc là đọc thôi nhé. Nhiệm vụ của cô chỉ việc cho các bạn đọc ạ. Rồi, xin mời cả lớp đọc cho cô. Nhớ những âm mà định hình nhá, phờ, tờ, đặt lưỡi rồi chuẩn nhá, môi lên răng đi ạ. Father. Father. Tờ đặt lưỡi ra ngoài nhớ chưa? Foster father. Foster father. Adoptive father. Adoptive father. Phờ, môi lên răng, tờ đặt lưỡi ra ngoài, father. Father. Mở mím cái môi vào, mother. Mother. Đặt lưỡi ra ngoài. Mother. Mother. Rồi, phờ môi lên tăng. Foster mother. Foster mother. Rồi, adoptive mother. Adoptive mother. Mother. Rồi, tiếp ạ. Stepfather. Stepfather. Phờ môi lên tăng. The đặt lưỡi ra ngoài. Chứ phải tệ lại stepfather như bình thường. Stepfather. Stepfather. Stepmother. Cô đọc chậm để cho các bạn định hình được cái môi đặt như nào đấy ạ. À? Được chưa? Tần. Tần. Ân ở cuối. Son. Son. Quay lưỡi vào trong. Daughter. Daughter.
T này bật lên nhá. P bị môi. Parent. Parent. Bạn để ý cho cô này, cái chữ tờ cuối một chữ này thì phải bật lên, mà nhớ từ parent mà không có s nha. Không có s thì nó là một ông bố và một bà mẹ chung chung thôi. Còn nếu cả bố cả mẹ thì phải có s, nhớ chưa? Nên chữ này bật chữ tờ lên, parent. Parents. Đây cả bố cả mẹ bật s cho cô. Parents. Parents. Cho cong cái môi lên đờ rồi nhớ ở trong ạ. Tried. Tried. Đúng rồi. Wow, chụm cái môi vào, phờ môi lên môi lên răng ạ. Wife. Wife. Rồi, xin mời bây giờ tự đọc lại hết đi ạ. Nhớ là chuẩn phát âm nhé. Parents. Try. Why? Son. Father. Father. Foster father. Father. Still father. 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 Foster mother. Foster father. Foster mother. Foster mother. Con nhỏ không sao đâu, mình cứ tập trung và mình học như thế đều. Không nghe, mình học cái này xong là đến có video mình lại xem lại. Đánh nào tập đây. Không có đầy gì đâu. Không chưa? Tiếp nhé. Đây. Đờ gảy vào trong nhá. Husband. 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 As husband. As husband. As wife. As wife. Môi lên răng. As wife. As wife. Sibling. Sibling. Ngờ cuối thủ lẫn lại ừng nhá. Sibling. Sibling. Đúng rồi. Bờ mí môi này. Brother. Brother. Half brother. Half brother. Rồi. Sister. Sister. Bề miệng hai bên. Chữ G còn nhớ không? Younger sister. Younger sister. Bề hai bên này. Younger brother. Younger brother. Older sister. Older brother. Older brother. Bờ mí môi. Brother. Brother. Đúng rồi. Giờ thảo lẫn ngoài. Tiếp bạn. Relative. 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 Thấy âm vừng cuối không? Đưa môi răng. Đúng không? Relative. Relative. Rồi. Uncle. Uncle. Tề cuối về đấy nha. Aunt. Aunt. Phở phở môi lên răng nhá. Phiêu ấy, được chưa? Nephew. Nephew. Rồi. Xin mời đọc từ chỗ này. Đấy, đọc đi. Husband. Husband. As husband. As wife. 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 Sibling. Sibling. Brother. 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 Younger brother, half brother, relative, sister, uncle, younger, younger sister, nephew, younger brother, sister, brother, brother, older sister, older brother, sister, relative, brother, relative, uncle, relative, uncle, sibling, brother, half brother, sister, younger sister, younger brother, nephew, nephew, uncle, nephew, nephew. Rồi đọc lại cho cô từ này. Relative. 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 Nhớ nhá, cái này là họ hàng, nhưng họ hàng anh em xa từ 4 đời lên gọi là relative. Còn anh em mà từ 3 đời đủ lại thì mình gọi là cousin. Cousin, là em họ. Đấy. Còn anh em xa xa hơn thì là 4 đời trở lên hoặc là chi trên chi dưới thì người ta gọi là relative, được chưa? Đấy. Còn là anh em họ hàng. Tiếp nha, từ này niece. 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 Được chưa? Chứ không đọc nai đâu nhá. Nai là cái từ đẹp ấy, còn đây là từ cháu gái ạ. À. À, nhớ này, à, cái từ niece này là cháu trai, cháu gái dành cho gì? Chúng ta gọi
hoặc là chú bác mình gọi mình là gì ạ? Là cháu trai cháu gái. Chứ chú bác mình không được gọi mình là grandson, granddaughter nhá. Cái đấy dành cho ông bà gọi đấy ạ. Cũng gọi cháu trai cháu gái cũng có nghĩa y nguyên như thế, nhưng mà gì ạ? Chức vụ khác nhau, đúng không ạ? Lên chức bà chứ ông phải chết. Đúng không? Rồi đọc lại nào, niece. Thì ở cuối đấy ạ. Grandmother. Grandmother. Grandfather. Grandfather. Grandparents. Grandparents. Nếu cứ môi lại ạ, grandparents. Grandparents. Đây ạ, nội nội thì chúng ta thêm từ paternal vào ạ. Yeah. Paternal grandmother. Paternal grandmother. Paternal grandfather. Paternal grandfather. Paternal grandparents. Paternal grandparents. Mình môi này. Maternal grandmother. Maternal grandmother. Maternal grandfather. Maternal grandfather. Maternal grandparents. Maternal grandparents. Rồi ạ. Grandson. Grandson. Granddaughter. Granddaughter. Quay lưỡi trong nó mới ra daughter, còn nó quay lưỡi ngoài ra daughter, đúng không ạ? Daughter. 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 Chờ cong cái môi lên. Grandchild. Grandchild. Đây ạ. Cousin. Cousin. Âm Z ở giữa đây ạ. Cousin. Cousin. Các bạn đọc có cousin rồi chứ? Tiếp ạ. Spouse. Spouse. Là vợ chồng đấy ạ. Spouse. Spouse. Ví dụ chúng tôi là vợ chồng đấy là we are spouse. Chúng tôi là vợ chồng. Yeah. Hoặc là we are couple. Đúng không? Thì người ta cũng hiểu là gì ạ? Chúng tôi là vợ chồng. Đúng không? Rồi. My mother-in-law. My mother-in-law. Rồi, đọc mother đi, không có mai. Rồi, tiếp phở này. Father-in-law. Father-in-law. Cứ dâu rể trong gia đình, đóng lại dâu rể, cứ thêm chữ in-law, in-law, in-law hết. Bởi vì sao? Gọi là anh em, rồi bố, chồng, bố, vợ, rồi các thứ đều theo pháp luật hết. Đóng lại kết hôn là theo pháp luật. Thế nên là gì ạ? Chồng gọi là gì ạ? Dâu rể hay gì đó, bố chồng, bố vợ đều in-law hết. Con dâu, con rể đều in-law hết. Bây giờ gọi là con gái theo pháp luật, con em chị gái theo pháp luật, tóm lại thế, gọi là kết hôn phải ra pháp luật kết hôn mà, thì bắt đầu mới gọi là dâu rể, đúng không? Rồi đọc này, son in law. Son in law. Daughter in law. Sister in law. Brother in law. Brother in law. Rồi xin mời cả lớp đọc đi. Niece. Grandmother, grandfather. Mother-in-law. Bạn Vương bạn hỏi cô là không kết hôn về mà tức là không kết hôn thì có được gọi là in-law không? Thực ra về bản chất ý là chúng ta không kết hôn nhưng chúng ta vẫn ở với nhau như vợ chồng, vẫn con cái, vẫn gọi bố gọi mẹ mà, là chúng ta vẫn gọi là in-law bình thường, được chưa?
Đấy, thực ra bản chất thì nó phải là kết hôn, nó phải có gì giấy tờ. Nhưng mà kể cả người ta kết hôn, người ta không có giấy tờ thì chắc nữa người ta vẫn ở nhau thành con cái, vẫn gọi là như thế, vẫn gọi là bố mẹ chồng người vợ, thì đấy thì vẫn là in law ạ. Không nhất thiết là phải nó quy định về pháp luật nước nào chẳng thế. Thế nhưng con gái rằng là chúng ta sống như thế thì vẫn gọi là gì, in law, chứ còn có cách nào khác nữa đâu. Rồi Thùy Dương không sao đâu, em cứ cố gắng lên theo cách của em, không có vấn đề gì đâu ạ. Tại vì có những bạn mà khó khăn hoàn cảnh riêng thì cái đấy cô hiểu. Miễn làm sao mình cứ học, mình rảnh lúc nào thì bảo cho mình tập lúc đấy, mình học lúc đấy, được chưa? Chứ còn những bạn khác mà có điều kiện cho phép thì chúng ta phải tập trung hơn để chúng ta đạt kết quả nhiều hơn nữa, đúng không? Tại vì cô thích kìa. Lúc nào trong đầu cô cũng làm một cái gì đấy, cô chỉ muốn đạt kết quả một cách cao nhất thôi. Chứ cô không thích kết quả nó lừng lừng đâu. Mục tiêu là phải cao nhất. Ví dụ học tiếng Anh thì cũng thế này. Mà mình đã tham gia học, mình muốn mình đạt kết quả cao nhất. Thế khi cao nhất thì ít nhất là nó không đạt được cao nhất thì nó phải cao gần nhất. Đúng không? Chứ mình đặt kết quả mà gì à, vừa vừa thôi cũng được, thì cuối cùng là nó dưới trung bình lắm nào. Đúng không ạ? Nên là cô cứ mục tiêu là phải đạt kết quả cao nhất. Thế nên là khi cô học với lớp tư duy đơn lên, cô học chả hiểu gì mà cô đặt kết quả cao nhất. Cô đặt mục tiêu kết quả cao nhất. Thế nhưng mà học 3 lần, 2 lần chả hiểu gì, lần thứ 3 mới hiểu được ra. Thế cô được kết quả cao nhất cơ gì? Đúng không? Bởi vì mình có mục tiêu. Thế nên là gì ạ? Lần đầu không hiểu mà ta học tiếp, lần vào học cũng được thôi mà. Thế là cô bảo thấy thì học viện bảo kết quả xịn nhất còn gì nữa. Thế cô bảo chẳng biết là gọi là xịn nhất hay là đội sổ, nhưng mà lại ngon nhất. Nên là chúng ta cứ đặt mục tiêu thôi, được chưa? Mục tiêu đã đặt mục tiêu, không đặt thôi, đặt cao nhất cho cô. Đúng không ạ? Mà đặt cao nhất thì mình mới có cái cảm xúc mình muốn làm, hiểu không ạ? Chứ mình được không được, không được. Thế thì bao giờ mới ra kết quả, đúng không ạ? Nên các bạn xác định rồi, phải chiến, phải đến được đến nơi đến chốn, đúng không? Không biết các bạn có được học lớp phát triển thân không? Ngày xưa lớp phát triển thân họ dạy mình kinh á. Nhưng thế tốt mà, thực ra họ dạy mình như thế mình phát triển được khối chứ. Về nhà mình có tinh thần cố gắng hơn nhiều, chứ không mình cứ, bởi vì mình không biết hậu quả, mình cứ làm theo cái cách cũ, giáo dục cũ. Ở trường mấy chúng ta cùng một hệ thống giáo dục mà ra, đúng không? Trường công giống hệt nhau mà, dạy như thế xong ra một loạt các thế hệ như thế. Nhưng Việt Nam mình vào hoàn cảnh, Việt Nam mình hoàn cảnh chiến cực mạnh rồi, tinh thần chiến mạnh à, đúng không ạ? Điển hình mình thấy chiến tranh mình giành độc lập đi, đánh cả Mỹ cả Pháp tơi bời còn gì nữa, đúng không ạ? Đấy vào hoàn cảnh Việt Nam mình rất tốt, nhưng mà không hoàn cảnh Pháp, Việt Nam mình thế được, thế này được. Thế nên Việt Nam bây giờ mới là nước đang phát triển. Đúng không? Nhưng nếu mà Việt Nam mình mà chiến hết mình thì thôi, Mỹ Pháp mình nể phục, đúng không ạ? Nên là chúng ta cứ đặt mình vào hoàn cảnh, cô toàn đặt mình vào hoàn cảnh ép mình phải làm, có nghĩa là gì, bắt mình phải làm. Giống như tiếng Anh này, thế cô ra được cái phương pháp này làm sao? Lúc đấy tình thế của mình không còn cách nào lựa chọn nữa rồi. Mình bỏ bao nhiêu tiền, mình bố mẹ mình ở nhà với bao nhiêu tấn thóc bán cho mình để mình học tiếng Anh. Thế mà bây giờ mình lại học thế này, làm sao về nói chuyện bố mẹ được, đúng không? Bạn nào đọc câu chuyện cô chắc phải rớt nước mắt rồi, đúng không ạ? Và lúc đấy thực sự trong hoàn cảnh rớt nước mắt đây mà viết ra cái phương pháp này đấy, ra được phương pháp này đấy. Chứ không phải là tự nhiên có phương pháp ở đâu. Bao nhiêu nước mắt của cô trong đấy đấy. Để có được cho mọi người học ngày hôm nay đấy. Nên cố gắng lên nhé. Vào phần ngữ pháp nhé. Rồi xong từ vựng rồi, đấy đọc xong rồi ấy nhá. Về nhà ghi âm từ vựng gửi lên nhé. Được chưa? Đọc được thì phải ghi âm gửi lên. Chứ đọc được cho nó có thì làm gì? Tập cho chuẩn phát âm. Nhớ được ghi âm nên cũng phải đừng đọc cho có mờ môi. Mother. Đấy, đọc thế, chậm nữa được, bạn đọc chậm nữa cô cần đọc nhanh đâu. Grandfather. Đấy, đọc thế được. Miễn sao nó chuẩn, được chưa? Thì nó mới quen được chứ. Đúng không ạ? Đấy, đọc phải thế. Nên không cần đọc nhanh nhé, ghi âm gửi lên cho cô nhé, hai bài tập rồi đấy. Cái lớp có phí, nhiều khi cô quên bài tập các bạn phải tự đòi. Lớp này cô tự động gửi cho. Lớp kia cô bài tập ơi, cô bài tập chưa gửi cô ơi. Và ừ thế lại gửi. Nhiều khi nhiều việc quá cô học xong hết lớp này lớp kia nhưng mình không có xử lý được qua. Tối ví dụ trong từ cuối cùng ấy là cô hay xử lý, cô gửi bài tập rồi các kiểu các thứ cho các bạn ấy. Nhưng mà nhiều khi mình muộn quá ấy, nên là cũng không có kịp gửi, là hôm sau mình quên mất. Thường cô là hôm nào cô hoàn thành hôm đấy, chứ ít khi cô để hôm sau lắm. Để hôm sau nó hay quên. Mà cô bao nhiêu lớp có giờ cô ghi đâu. Cô nhớ trong đầu hết ạ. À. Trong đầu cô nhớ hết. Cô chả ghi lốt cái gì ấy. Bài lớp này học cái gì đến đâu cô nhớ hết. Bài tập đến đâu nhớ được hết. Luyện thế mà, chứ không phải nốt cái gì đâu. Ngày xưa phải nốt, phải làm cái timetable cho mình, học giờ gì, học cái gì, bài nào. Bài tập giao cho là cái gì, bây giờ cô nhớ hết đấy. Nên là cô luyện thế chứ cô cũng không phải nốt gì đâu. Rồi, đây chúng ta sẽ học phần ngữ pháp của chúng ta ngày hôm nay.
Đó là liên quan đến tính từ sở hữu và sở hữu cách. Yeah. Tính từ sở hữu và sở hữu cách. Đây. Cái bảng này thì chúng ta nếu mà không che kịp chép, các bạn có thể chụp lại cái chỗ này xong để chép được. Cái này các bạn chọn có rồi này, chủ ngữ này. Are you with the history từ này. Và chủ ngữ cuối cùng là danh từ này. Đúng không? Cái cọc số 2 này, tân ngữ này. Vị trí làm tân ngữ trong câu, đúng không? Là mình đã được học rồi này. Nhưng bây giờ mình chỉ còn cái cọc số 3 này. Nó là cái cọc ở giữa này. Nên cái này nó gọi là tính từ sở hữu. Người ta gọi là tính từ sở hữu. Có nghĩa là nó có nghĩa của. Ví dụ mai là ai là tôi thì mai là của tôi. You là bạn thì đây là của bạn. Your, we là chúng tôi, chúng ta thì đây là của chúng tôi, của chúng ta. Tóm lại thêm chữ của vào. Được chưa? Đây gọi là tính từ sở hữu. Và nhớ danh từ này thì nó không có. Danh từ này thì nó không có tính từ sở hữu. Được chưa? Đây. Một là các bạn không có kịp chép thì các bạn có thể chụp lại. Bây giờ cô vào cái phần chính này. Cách sử dụng của tính từ sở hữu. Vậy thì các bạn nhìn nhé. Trong hai cái cọc này. Cọc này này. Và cái cọc thứ ba này. Là có vị trí đứng rồi đúng không? Cọc này làm chủ ngữ trong câu này. Đúng không? Cọc này thì làm tân ngữ trong câu này. Thế theo các bạn cái cọc này nó làm gì trong câu? Nó đứng ở đâu trong câu ạ? Theo các bạn. Rồi. Đầu tiên ấy, bản thân cái từ này nó đứng một mình, nó không có nghĩa cụ thể. Nó không bao giờ đứng một mình được. Bạn có thấy bao giờ đứng một mình không? Không. Nhưng mà những thằng này nó đứng một từ, đó có it's me, nó đứng một mình được đúng không? Ai, đúng không? Nó đi một mình được không? Được. Nhưng thằng này không bao giờ đứng một mình mà luôn phải có một gì? Danh từ theo sau. Nhà bạn ghi này, tính từ sở hữu luôn cần một danh từ theo sau thì mới có nghĩa cụ thể. Được chưa? Tính từ sở hữu luôn cần một danh từ theo sau. Bạn băn băn đấy, ít vào học nhỉ? Cái mặt mới ráng chắc chắc chứ cô là chắc là mới vào ấy. Thôi nhưng mà để mình Nguyễn Anh Văn mặt mới ráng phải không? Để là cái mặt. Phải ít vào học đúng không? Còn học video đúng không? Vâng. tôi lướt thì có những mặt mà. Cái này ở cô quét nhanh lắm. Học mới biết ngay. Dạ luôn là danh từ theo sau nhé. Nó mới có nghĩa cụ thể đã. Đây mình lấy ví dụ là, ví dụ như là mẹ chồng của tôi đúng không? Mẹ chồng của tôi là My mother-in-law đúng không? Phải của tôi đây, của tôi phải có my đây. Nhưng mà có danh từ theo sau đây nó mới có nghĩa cụ thể đúng không? Nếu nó của tôi không, đố bạn biết nó là cái gì đấy. Đúng không? Thế bây giờ mình đặt câu nha. À, mẹ chồng tôi là một nông dân, mình nói như nào? My mother-in-law is a farmer. Vậy cái này làm gì trong câu đây? Nó phải có danh từ theo sau rồi thì làm gì được trong câu? Chủ ngữ. Là chủ ngữ. Nếu nó có danh từ theo sau thì loại từ của nó là danh từ, đúng không? Vậy loại từ đó danh từ phải làm chủ ngữ trong câu không? Đúng không? Yes. Loại từ danh từ thì có thể làm gì trong câu nữa đây? Tân ngữ. Tân ngữ nữa, đấy. Đặt câu thứ hai nhé. Mẹ chồng tôi là một công nhân vệ sinh chăm chỉ, nói như nào? My mother-in-law is hardworking. Công nhân vệ sinh là gì? Is a hardworking. Gì? Lại quên từ công nhân vệ sinh rồi ạ. À? Clean labor. Clean labor. Sanitation worker. Cái gì mà đọc cái gì đấy? Sanitary. Rồi. Sanitation worker. Sanitation worker. À, bà ấy là mẹ kế của tôi đấy. Worker. Bà ấy là mẹ kế của tôi đấy. She is my stepmother. Nha, cái tính từ sở hữu này dễ rồi nhé. Được chưa? Nó chỉ có danh từ theo sau và nó làm chủ ngữ, làm tân ngữ trong câu, được chưa? Đây là tân ngữ này. Đúng không? Thế thôi. Nhưng mình phải tập trung chỗ này này. Mình tập trung cái chủ ngữ này này, là danh từ này này. Nó không có tính từ sở hữu, phải muốn nói tính từ sở hữu của danh từ này thì chúng ta phải làm gì đây?
Đó, nên chúng ta phải cần dùng một dạng sở hữu mới, nó không phải là dùng tính từ sở hữu nữa, bởi vì nó không có đâu. Vậy bây giờ muốn nói sở hữu nó phải dùng một loại gì ạ? Sở hữu mới đó là gọi là sở hữu cách. Sở hữu cách. Mẹ đang học chút xong. Vậy sở hữu cách là gì? Đây. Sở hữu cách. Các bạn ghi ạ. Dùng để chỉ sự sở hữu của ai đó. Dùng để chỉ sự sở hữu của ai đó. Và phôi vàng nó của ai đó nhé. Và nhớ chỉ áp dụng cho người, chỉ áp dụng sở hữu cách cho người chứ không áp dụng cho vật nha. Nên là loại trừ danh từ chỉ vật ra. Được chưa? Đây chúng ta có công thức đầu tiên này, danh từ chỉ người số ít. Chúng ta sở hữu cách bằng cách thêm phẩy s và cộng với danh từ. Sở hữu cách bằng cách thêm phẩy s rồi cộng với danh từ. Ông Tùng Tùng cũng đã nghỉ, ông chạy đâu rồi? Học anh. Đó, Dương nghỉ sớm có việc. Nghỉ cũng nghỉ được. Vào lớp thì nghỉ cũng phải có lời tí. Nghỉ ông ấy chuồn luôn, ông chẳng nói gì. Hay thế chứ. À đâu đây, qua đây rồi. Quên mất, xin lỗi nhé. Ai đứng lấy tắt cam à? Nhìn không thấy đâu à? Em vẫn ngồi đây, chẳng qua là à, thế nó chói quá. À ngồi trời quá, cô nhìn thấy á. Rồi. Anh Tùng cũng tòa B à? Tòa B quét bay à? Em tòa C. À tòa C à? À? Cạnh nhà cô. Vâng, đúng rồi. Rồi. Tòa C thì ngay gần đây rồi. Rồi, đặt câu nhé. Bố chồng của Lan không phải là một bác sĩ giỏi. Tòa B này hôm trước có mấy bạn học. Lan's father-in-law. Father. Chồng của Lan là Lan father-in-law. Gì nữa? Ethan. A good doctor. Đúng không? Rồi. Yeah. Bố nuôi của Tuấn là một phi hành gia nổi tiếng phải không? Câu gì? Is Tuấn's stepfather. Is Tuấn. Không, step là thành bố dượng rồi. Bố dượng, bố nuôi khác nhau ấy nhỉ. Is Tuấn gì? Bố nuôi là gì nhỉ? Foster. Đúng rồi, foster father. Hoặc là adoptive father. Phi hành gia nổi tiếng là gì nhỉ? A famous. A famous astronaut. Astronaut, chính xác ạ. Đây, bạn có nhìn thấy không? Đây này. Đây là danh từ chỉ người số ít đúng không? Là Lan có phải danh từ chỉ người số ít không? Bạn sở hữu cách bằng cách thêm phẩy S nhìn thấy chưa? Sau đó bạn cộng danh từ đằng sau nhìn thấy chưa? Đấy, thành bố chồng của Lan. Bố chồng nói trước cho ta phía sau, Lan nói sau cho ta phía trước nha. Và sau đó có chữ của chính là gì ạ? Sở hữu cách. Được chưa? Tương tự như là bố nuôi của Tuấn đúng không? Vậy bố nuôi cho ta phía sau, Tuấn cho ta phía trước. Của thì phải ở cách phẩy đây. Bởi vì đây số ít thì chụp phẩy. Được chưa ạ? Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang dạng sở hữu cách thứ hai.
Dạ, ốc nó không không nó không trong cóp à? Chả hiểu. Đây rồi. Danh từ chỉ người số nhiều nha. Số nhiều này có S này. Thêm phẩy một cái. Sau đó cộng danh từ. Danh từ chỉ người số nhiều có S. Thêm phẩy một cái. Xong rồi cộng danh từ. Chúng ta lấy ví dụ nhé. Chiếc xe ô tô của bố mẹ tôi rất thượng cổ rồi. Vậy chiếc xe ô tô của bố mẹ tôi phải đặt cái gì ra trước ạ? My parents' car. Đúng rồi, my parents' car. Gì nữa? Rất thượng cổ rồi là gì? Very, very old. Chúng ta chỉ biết sử dụng từ very old thôi đúng không? Đây ạ, very... À, thượng cổ rồi dùng từ ancient. Cổ xưa đấy. Cổ xưa lỗi thời đấy. Ancient. Có nhìn thấy bố mẹ tôi thì bản thân từ này có S không? Có S đúng không? Danh từ chỉ người số nhiều có S đúng không? Thì chúng ta chỉ việc thêm phẩy là thành chữ của rồi. Chữ của chỉ việc thêm phẩy thôi đúng không? Xong nó car. Mà chiếc xe của bố mẹ tôi thì nó số ít hay số nhiều? Ở đây các bạn đừng nhầm chủ ngữ nhé. Chủ ngữ là chiếc xe chứ không phải chủ ngữ là bố mẹ tôi. Vậy chủ ngữ chiếc xe thì nó phải là số gì? Số ít. Đúng rồi, số ít nó phải là is. Được chưa ạ? Is very ancient. Rồi. Tiếp. Nhà của ông bà bạn, ngôi nhà của ông bà bạn rất cao phải không? Is your grandparents, parents, parents, house, house. Đúng không? House, nhà ngôi nhà mà rất cao phải không là gì? Very tall. It's very high. Very tall. À? Very high. Nhà thành người luôn, đúng không ạ? Very high. Đây là phải dùng chuẩn nhá. Chủ đề tính từ cô đã dạy rất kỹ rồi. Tall chỉ dùng cho người, đúng không? Còn high mới dùng cho vật, đúng không? Rồi, đây. Bản thân từ ông bà là có S rồi, chỉ việc thêm chữ của, chỉ việc thêm phẩy thôi. Được chưa ạ? Đó. Trường hợp sở hữu cách thứ 3, danh từ chỉ người, số nhiều. Bản thân từ số nhiều nhưng lại không có S cơ. Thì sau cách chúng ta thêm chữ của vẫn phải ép bình thường. Sau đó tiếp danh từ đằng sau. Chép xong chưa đặt câu nè. Câu này khó hơn chút xíu này. Những chiếc mũ của những người đàn ông cao to đó rất đắt tiền. Vậy con sẽ đặt như thế nào? Những chiếc mũ của những người đàn ông cao to đó rất đắt tiền. Đâu? Đâu hết? Thơ man. Đâu hết á? Thơ man. Thơ man. Nhưng chiếc mũ nói đầu tiên phải cho ra đằng sau đây ạ. À? Của những người đàn ông cao to đó phải cho ra phía trước. Thơ man. Big man. Cao to cơ mà. Big man. Big tall. Big mới chỉ to thôi chứ cao. To như là lùn tịt chứ nó to là sao? Tall man. Tall and big man. Human. Nói lại cho nào, nói lại nào.
Those and the big man's house. Đúng rồi, those tall and big man. Chính xác. Has, đúng rồi. Đây, phải add đây. Đây là danh từ số nhiều đây, những người đàn ông đây, nhưng thằng này nó không có add đúng không? Vậy chúng ta thêm phải add giới cách cho nó bình thường. Đấy. Còn những chiếc mũ này, chủ ngữ đây là những chiếc mũ. Vì vậy đây số nhiều là đúng rồi. Những chiếc mũ của những người đàn ông mà. Của những người đàn ông cao to là tính từ, phải ngồi trước danh từ đúng không? Đấy, đó đấy. Rồi. Tiếp nhé. Những chiếc chìa khóa của những người phụ nữ đó rất to và nặng phải không? Câu gì đây? Câu gì đây? Phải không? Câu hỏi. Ừ, đảo gì lên? Very big and heavy. Other women keys very big and heavy, đúng không? Rồi, xin mời sang trường hợp số 4 nè. Mình có tổng cộng 5 trường hợp và chúng ta cố gắng cho xong hết các trường hợp nhé. Để cho xong hoàn thiện bài ngày hôm nay. Đấy. Trường hợp các danh từ nối với nhau bởi liên từ and thì chia thành 2 trường hợp như sau. Được chưa? Xong chưa? Mình nhìn nhá, danh từ 1, n danh từ 2, n danh từ thứ 3 hay thứ n chẳng nữa thì chúng ta chỉ đánh phẩy cách vào cái danh từ cuối cùng thôi. Cứ thấy in từ n thì đánh vào danh từ cuối cùng. Chúng ta nhìn này, mẹ chồng của Lan và Hoa là một bà nội trợ chăm chỉ. Vậy Lan và Hoa thì nó là danh từ 1 với danh từ 2 đúng không? Phải đánh sở cách vào đã đâu? Hoa. Đánh vào danh từ cuối cùng đúng không ạ? Và Lan và Hoa cho lên đầu. À, xin mời làm nào. Lan, mother-in-law is a working housewife. Đúng rồi, bà nội trợ là housewife. Chính xác rồi. Mẹ chồng thì hai đứa này chung một bà mẹ chồng, đúng không? Thế nên là gì ạ? À? Số ít có một bà mẹ chồng thôi mà. Đúng không? Nhưng mà nếu trường hợp chúng ta như sau. Trường hợp số 2 này. Đấy. Trường hợp số 2 sẽ đặt như này. Mẹ chồng của Lan và mẹ chồng của Hoa là những bà nội trợ chăm chỉ. Thì trường hợp này chúng ta đặt như thế nào đây ạ? Các bạn có nhìn thấy không? Danh từ 1 cũng phải S, danh từ 2 cũng phải S, và danh từ 3 lối nhau vẫn phải hết tất. Sau đó danh từ thứ 2. Đấy là trường hợp số 2 đấy ạ.
mẹ chồng của Lan và mẹ chồng của Hoa là những bà nội trợ chăm chỉ. Vậy bây giờ mình sẽ làm như nào câu này ạ? Mình nhìn nhá, lúc này không phải là hai đứa này chung một bà mẹ chồng nữa, mà hai đứa này là ba hai bà mẹ chồng khác nhau, đúng không? Nghĩa là mẹ chồng của Lan và mẹ chồng của Hoa thì phải add vào cả hai này. Còn chung thì chỉ đóng một người thôi, nhưng mà đây là hai bà mẹ chồng khác nhau thì phải đánh vào cả hai người. Tiếp theo nữa, mother này là hai người, vì vậy phải thêm s vào đây. Bên trên thì có thêm s không? Không, đúng không? Vì có một bà thôi. Tiếp theo đã là số nhiều thì vào đây là mẹ chồng, là hai bà mẹ chồng, đúng không? Tôi biết lên phải a. Và housewife, housewife đây phải chuyển số nhiều chứ không phải housewife nữa, mà phải là housewives. Số nhiều của từ này nó sẽ là housewives. Được chưa? Không có ơ nữa. Câu này mình sẽ dịch là mẹ chồng của Lan và mẹ chồng của Hoa. Còn câu trên dịch là mẹ chồng của Lan và Hoa. Nghĩa khác nhau hoàn toàn đấy nhỉ? Nhớ đấy. À, nó sẽ, cái trường hợp này là phần để ý. Vì mình sang trường hợp số 5 là trường hợp cuối cùng nha. Trường hợp cuối cùng là sở hữu cách chúng ta lên từ O. Ủa, trường hợp này nó không cho mình có cả. Không cho có. Không cho có, tự có. Nó nhảy xuống đây. Nhảy xuống đây thì cho lên. Đấy. Các trường hợp nối với nhau bởi liên từ o thì sở cách đánh vào tất cả các danh từ. Đấy. O đánh hết. Nhà Trương thì Tâm đi đâu rồi? Thấy con vào học à? Mẹ vợ của Tuấn hay mẹ vợ của Nam là một nhân viên làm đẹp chăm chỉ? Tuấn's mother-in-law or Nam-in-law is an bully. Đây là câu gì đấy các bạn? Là câu hỏi mà đảo cái gì lên? Is Tuấn o Nam, đúng không? Phải ép hết vào hai thằng đấy. Sẽ tiếp tục. Mẹ vợ là gì? Mother in law. No. Nhân viên làm đẹp chăm chỉ là gì? Hardworking. Làm đẹp là beautician, đúng không? Is. Chưa? Vậy chúng ta nhìn này, đây là mẹ vợ của thằng Tuấn hay của thằng Nam này, đúng không? Có nghĩa là chỉ có một bà thôi, đúng chưa? Hỏi là mẹ vợ của cái thằng này hay của thằng này, chứ không phải mẹ vợ của cả hai cái thằng này. Được chưa? Thì vậy đây là số ít. Ruby đảo lên sẽ là is. Được chưa? Rồi, chúng ta xong cả 5 trường hợp rồi ạ. Là giới cách này. Được chưa? Bài tập thì về nhà chúng ta sử dụng kết hợp cả này. Từ vựng của family vừa học xong, xong lại từ vựng của job, xong lại từ vựng của tính từ, kết hợp cả ba cái chủ đề này móc vào nhau thành thành bài dịch. Cô sẽ cho lớp mình về nhà một bài dịch. Có em về nhà có mấy bài tập các bạn còn nhớ không? 3 bài. 3 bài, đúng rồi. Một bài là làm video này của job số 2 này, một bài ghi âm từ vựng về family này. Bài số 3 là làm bài về family dịch dưới dạng viết này. Đấy, 3 bài tập như thế. Làm cho đầy đủ vào nhé. Được chưa? Đến 7 đến mấy thì cô vẫn giúp lớp mình. Đó, cố cho hoàn thành bài hôm nay cũng là 11 giờ 24 phút rồi. À, chúng ta đi cố gắng lên nhé. À, để cô dạy nhiệt tình như này xong học sinh không ra kết quả buồn lắm. Được chưa? Nên cố gắng lên nhé. Làm bài tập đầy đủ nó không có nhiều, cả tuần có bài mấy bài tập thôi, mất tiếng bao nhiêu, đúng không?
Bằng đấy chị mất tiếng thôi, mất tiếng là nhiều. Nên là chịu khó nhé. À, chiều nay bạn nào mà chưa học được cái phần chuyên sâu của buổi 1 đấy, bài buổi 1 hay lắm ấy. Nó là gốc nền tảng đấy. Nên là những bạn nào mà chưa học thì các bạn nếu hôm nay không vào được đâu, bởi vì là hôm nay nó lại tiếp tục cái phần tiếp theo, bạn không hiểu gì cả. Thế nên là các bạn chiều nay bạn nào mà học thì nhắn cho cô nhá. Thì để cô cho học bù. Chiều nay cô vẫn có lớp nhưng mà sẽ cho bạn vào phòng trong để học bù lại. Được chưa? Mày học bù để tối mình còn học nhé. Lớp mình là cũng lớp ổn định đấy, lớp mình khá là tập trung và ổn định, cô thấy khá là tốt. Đấy, như anh Tùng biết rằng là lớp mình, cái lớp vừa rồi vừa tốt nghiệp là có 2-3 bạn ở tòa B này. Cô cũng dặn ngay từ đầu, cô bảo học nhận giá trị đi rồi cho gia đình mình học. Thì các bạn học xong giá trị bây giờ, bạn ấy cứu được luôn cả bạn thân cùng công ty, xong rồi để cứu được cả mẹ, mẹ đang học đấy. Mẹ đang học cùng lớp, cùng đợt với chúng ta đây này. Nhưng mà lớp chưa sáng. Mẹ bạn luôn ấy, mới đầu mẹ bạn học cũng thấy bạn học cũng sợ sợ là bạn học cái này cái kia ấy, linh tinh ấy. Nhưng sau thấy một thời gian học, tốt nghiệp được 2 tháng nay thấy bạn ấy tốt hơn bao nhiêu, mẹ cứ nhòm. Thế mẹ bảo thế bảo học cái gì đấy. Xong rồi bắt đầu mẹ lấy quyển sách ra mẹ đọc, buồn cười. Mẹ đọc bây giờ học thì tuyệt vời lắm. Đấy. Anh cô bảo rồi mà, bắt đầu đừng ấy. Đừng có một mình học và nhận giá trị đã. Xong rồi đến lúc mình được giá trị rồi mình mới giúp người nhà, người thân mình học mới dễ, hiểu không? Bây giờ chưa gì te te là mất ngay. Tập trung nhé. Rồi cố gắng lên. Rồi xin chào cả lớp. Goodbye and see you. Yes.